Một cái tin rất là vui mà Cát Tường và Quỳnh Linh cũng như quý vị các bạn, những người đã theo dõi bạn Nguyễn Hòa luôn luôn mong chờ, đó là tin đám cưới của cặp đôi Thành Nam và Nguyễn Thảo. Đúng rồi, à, Nguyễn hai, Thảo. Hai bạn này thì gặp nhau cũng mừng năm nay rồi, qua quá trình tìm hiểu rất là kỹ và đã quyết định tiến tới hôn nhân. Tôi chuẩn bị đón mời cái nhân cái thích cưới đó, thích quá. Năm 2016 là mình ăn đám cưới hơi bị nhiều đó nha. Có người là có con rồi đó. Không còn gì vui hơn và hạnh phúc hơn cho những người làm chương trình giống như là Cát Tường và Quyền Linh đây, và toàn thể cả ekip cũng rất là vui. Và Tường tin chắc chắn rằng là cái niềm vui này cũng lan tỏa đến tất cả quý vị, những người mà luôn luôn yêu mến chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Làm điền luôn đi, hai cặp đôi ngày hôm nay họ sẽ là ai, đến từ đâu? Hả mà. Thích gì người phụ nữ? Không thích phụ nữ cái đòi gì là được đó. Em không thích con trai bụng bự. Không, không có bự. Tướng chuẩn, nho, đẹp. Mời bạn nam. Chào bạn. Bạn tự giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Nguyễn Minh Việt. Năm nay em 26 tuổi. Em là nhân viên văn phòng. Nhân viên văn phòng ha. Rồi, mời bạn nữ. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào toàn thể các bạn khán giả cũng như là bạn cùng chơi. Chào bạn. Dạ, chào bạn. Em tên là gì? Em tên là Nguyễn Thị Nhi, năm nay em 24 tuổi. Nhi, 24 tuổi, hiện dạ. Mình đang làm việc ở đâu? Dạ, em đang là nhân viên văn phòng ở bên công ty tài chính. Hai người đều là nhân viên văn phòng, ở chung một phòng. Một phòng ở khác cơ quan. Hôm nay gặp nhau, hy vọng rằng nó sẽ có cái duyên nào đến. Bạn nữ có thể giới thiệu cụ thể về mình? Nói chung là hiền, đôi lúc thì hơi trẻ con. Bởi vậy là em muốn tìm một người mà lớn hơn mình, chững chạc hơn mình một xíu. Còn về sở trường với em thì có thể là ca hát, biết nấu ăn. Rồi, ca hát, làm một bài liền cho nó sớm lên. Rồi, xin mời bạn. Thì em xin hát bài Chiều Lên Bản Thượng. Tiếng hát ai buồn quá, bên lương đều cao. Tiếng suối bên gành đá, dư âm về đâu. Nghe khơi bao niềm thương, yêu về miền cô liễu. Bên bán xưa rừng chiều. Văn phòng bên kia hát, thì văn phòng này cũng hát. Đúng rồi, phải đáp lại chứ. Em hát có nhạc được anh Quỳnh Linh? Được luôn, tốt quá. Dạ, xin hát tặng bài Yêu Em Cả Trong Giấc Mơ. Cho em chút nhạc ạ. Ca sĩ Việt sẽ đáp lại tình cảm văn phòng bên kia bằng bài Yêu Em Trong Cả Giấc Mơ. Đến mưa quá, phôi quá, đến mưa thiệt lành quá. Anh nhớ em nhiều quá, cả trong giấc mơ vẫn còn thổn thức. Sao em không nhớ, giọng người muốn vẫn thức ơ. Chỉ phút giây mà nhớ, để trong mắt của sao em quên đi. Vì anh yêu em sẽ trong giấc mơ, để tình anh cho là không bén đồ. Đừng phút giây bên anh đồng đầy, ở phía thành đồng nhớ. Tôi tưởng đâu hàng giả là tôi dập liền. Nhưng mà được. Tưởng hát nhép á. Tôi tưởng hát nhép. Tại tôi nghe cái nhạc có cái tiếng hát vô. Ta đi hát cùng lâm hết trơn rồi đó. Chạy show rồi đó. Phải không? Ta hát đâu rồi? Dạ cũng hát đám cưới rồi anh. Trai nha. Bắt tay cái coi. Dạ em cảm ơn. Được. Dạ. Tôi á, tôi nói thiệt á, cuộc đời tôi á, nhiều khi á, cái bạn trai đó là tôi chưa có yêu đâu mà hát hay là tôi yêu liền. Dạ cảm ơn chị. Không biết là các bạn nữ này có giống như chị không? Chứ nếu mà chị như là các bạn nữ này mà nghe giọng hát của em vậy là chị yêu liền. Em nhìn dưới tình hình thôi, chị không xin lên đây chị xin quá trời luôn. Chị cảm ơn em. Dạ. Em hát thiệt là hay quá đó. Ban ngày mình làm văn phòng mà ví dụ như có đám cưới mời hát buổi tối vẫn đi. Dạ đi. Dạ. Vậy á hả? Có thu nhập thêm từ hát việc hát chưa? Dạ là hồi trước em cũng có hát ở quán cà phê. Hát gì hát chơi thôi, nhưng ngờ được tặng bông mà có tiền. Tức là tiền bo đó. Dạ. Chứ chưa có tiền chính thức lương đúng không? Dạ chưa, không có. Nói chung đáng lẽ bình thường là phải hỏi han xong rồi mới qua coi mặt. Dạ. Nhưng mà tại vì nghe cái giọng hát mà tôi phải nhào qua tôi coi liền. Dạ. Cho nên là hiện giờ cũng chưa có biết là bên này ý làm sao. Thôi để về hỏi lại coi ý thích làm sao. Nhưng mà chị là chị chọn em rồi đó. Dạ, nhờ chị nha. Rồi, nhờ chị yên tâm. Dạ. Đi. Mấy cái vụ hát hay là tôi thích lắm. Hát hay nha, đẹp trai lắm nha. Bây giờ bạn thử nói xem chúng ta sẽ chọn người yêu của mình như thế nào. Về ngoại hình thì không cần đẹp trai đâu. Cao thì khoảng 1m6 trở lên là được rồi. Vì nói chung cái dáng hình đó thì nên nhanh nhẹn một xíu. Em không thích con trai bụng bự. Không có bự, tướng chuẩn, nho, đẹp.
Dạ không thích con trai Bích Phúc. Nhậu nhiều với ta hai đàn trai là dẻo miệng quá, thành ra mình sợ bị lừa. Đó, thấy là qua liền. Anh Linh đây. Anh Linh sao? Anh Linh là thấy dẻo miệng, nói chuyện là ngọt ngào quá nên là sợ. Trời đất ơi, tôi sợ sao sợ tôi? Sợ xạo hả? Sợ xạo anh. Mà mình sợ bị lừa. Bị lừa thì ở đâu cũng bị lừa em. Lúc này Thạch Xanh thì ít, Lý Thông thì nhiều. Bởi vậy là mình phải hạn chế, anh phải khoanh vùng trước, hạn chế bớt. Sao Linh được không? Anh được không? Được, dễ thương. Bây giờ quan điểm của em người phụ nữ như thế nào? Dạ quan điểm của em người phụ nữ thì em thích người phụ nữ thì thùy mị, nết na, sống phải biết chia sẻ, sống có tình cảm. Không thích gì người phụ nữ? Không thích phụ nữ cứ đòi gì là được đó. Cái gì cũng đòi hỏi quá mức. Ví dụ như đòi gì mình phải coi tùy cái mức độ. Phụ nữ mà lăng nhăng thì em cũng không thích luôn. Thì khuyết điểm của em như thế nào? Em có ưu điểm, tính cách của em thì nhiệt tình, năng động, tinh tế, sống tự lập, biết quan tâm chia sẻ tới mọi người. Khuyết điểm của em thì hơi nóng tính, bảo thủ ít thôi. Nhưng bảo thủ thì đôi khi mình phải xem lại chút xíu. Dạ đúng rồi. Nhiều khi mình bảo thủ quá cũng tội nghiệp người kế bên. Dạ. Ha. Hôm nay mình đi có ai theo ủng hộ mình không? Dạ có, em có đi với em họ với là bạn. Chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh là cùng khán giả cùng xem ạ. Em thấy cái anh mình đó làm sao, có hợp với chị gái mình không? Dạ trước tiên thì em chưa nói về anh, nhưng mà em nói về cái tiêu chuẩn của anh thì chị em bao đủ luôn. Dạ còn về anh thì em nghĩ là được, tới đi chị. Cảm ơn em. Còn bạn nam, bạn có đi với ai không? Dạ em đi với em gái ạ. Dạ em gái của em. Chào em. Em xin chào chị Cát Tường, xin chào anh Quyền Linh ạ. Và chào quý vị khán giả. Hiện em tại ruột dạ. Em ruột hả? Dạ em gái ruột. Chào em kìa. Bạn nam nói tiếng khác bạn. Bạn em gái em thích nói giọng Hà Nội, nói tiếng Hà Nội. À vậy à? Dạ. Bạn cảm nhất anh của bạn và người bên kia như thế nào, có hợp nhau? Nói chung là nhìn hai anh chị cũng đẹp đôi, chị cũng dễ thương, anh trai em rất dễ thương. Nè em nói chuyện gì với em gái một câu đi, mình chào nhau một xíu đi. Dạ chào em. Dạ em chào chị. Thì em cho hỏi là bình thường ảnh ở nhà thì có hay cằn nhằn không? Dạ không, anh trai em không cằn nhằn gì đâu, nói chung là nói gì cũng vui hết. Cảm ơn em. Hai rồi, người chúng ta này kéo màn lên đi. Hai người này là người nào lý luận cũng rất là chặt chẽ. Đúng nha rồi. Chúng ta có 2 phút mời các bạn. Chào em. Chào anh. Anh có bó hoa tặng em. Dạ, cảm ơn. Cảm nhận của anh về anh thế nào? Dạ nói chung là nhìn qua là thấy nói chung có cảm tình rồi. Cảm ơn em. Ừ, anh cũng thấy có nhìn vô anh cũng có cảm tình với em. Thì quan trọng là cách mình đối xử như thế nào, sau đó qua quá trình mình tiếp xúc như thế nào, đi đến được quan đường hay không, thì sau này nếu được thì em mời anh Quyền Linh chị Cát Tường đám cưới. Anh cho em hỏi là nếu mà cái quan điểm của anh á, khi mà mình lập gia đình thì nam với nữ ai là người quản lý tài chính sẽ tốt hơn? Anh nghĩ là nữ sẽ tốt hơn. Dạ, em nghĩ vậy. Chúng ta chuẩn bị bấm nút. Sau 3 tiếng đếm, các bạn sẽ tự quyết định bấm nút để đồng ý hẹn hò và không bấm nút. Đặt cái nhịp tim của mình vào nút bấm nha. 3 2 1 Hết thời gian. Nắm tay nhau đi bạn. Đôi bạn trẻ mạnh dạn lên, hôn nhau một cái. Một cái đi. Gửi tặng bạn những vé xem phim. Chúc các bạn thật nhiều may mắn và thành công, cũng như là một tương lai hạnh phúc. Dạ. Dạ em cảm ơn chương trình. Chương trình gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúc hai bạn sẽ nhanh chóng gửi thiệp mời báo tin cho hai anh em tụi tôi, được không? Dạ rồi. Nắm tay nhau. Xứng đôi quá ha.